bất chấp bị ngăn cản, nữ sinh Bắc Giang 18 tuổi bảo lưu đại học nộp đơn lên đường đi nghĩa vụ quân sự. Nhắc đến cụm từ nghĩa vụ quân sự, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một nghĩa vụ mà bất kỳ nam công dân nào từ độ tuổi 18 đến 25 đều phải thực hiện. Vào thời điểm này, mùa tuyển quân đã bắt đầu, thường sẽ kéo dài từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Những câu chuyện bên lề về nghĩa vụ quân sự của các nam sinh đã được đăng tải rất nhiều rồi. Còn về việc các nữ sinh nhập ngũ có vẻ xưa nay hiếm. Nghe chuyện nữ sinh nhập ngũ thì có vẻ sai, nhưng hoàn toàn có thật. Bởi mới đây, một nữ sinh có tên Lý Diệu Linh, sinh năm 2001, quê ở Bắc Giang, đang gây bão mạng xã hội với câu chuyện bảo lưu đại học lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi con tim. Nguyên văn câu chuyện Linh nặng nặc đòi nhập ngũ đang được dân mạng truyền tai nhau như sau. Góc thanh niên sung phong Đây là Linh, Linh sinh năm 2001, ở cái độ tuổi này, Linh được nhiều anh chàng trồng cây si từ đầu ngõ đến cuối làng. Thầy U chỉ mong Linh học xong cấp 3, học lấy cánh nghề rồi về quê cưới chồng chăm sóc gia đình, phụng dưỡng cha mẹ. Ấy thế mà Linh lại khiến thầy U té ngửa khi hỏi rằng: "Tại sao đến giờ này chưa thấy thông báo vậy thầy U?" Tưởng con gái hỏi chuyện giấy thi cử gì đó, thầy U của Linh an ủi con rằng: "Không trường này thì trường khác con à." Nghe vậy, Linh lắc đầu rồi khoanh tay đứng thẳng nói. Dạ, con đang hỏi việc thông báo đi nghĩa vụ quân sự, chứ trường đại học gửi giấy báo rồi. Nhưng con xin phép thầy U cho con bảo lưu để đi bộ đội xong đã. Nghe thế thầy U của Linh phát hoảng, nhớ mấy thanh niên chuyên trồng cây si can thiệp thì Linh đáp. Anh nào thương em thì nộp đơn tình nguyện rồi vào trong quân đội mà chăm em, hai năm sau về mình đám cưới luôn. Nghe xong các thanh niên túc ta túc tắc về nhà gặp thầy U Trích huyết gà viết đơn xin nhập ngũ cả xóm. Thế là thầy u của Linh đành thở dài, ký tên đồng ý cho Linh đi bộ đội, nhưng không quên dặn, đi 2 năm thôi nhé. Thay vì chuẩn bị lên đường học đại học như ba bạn bè đều trăng lứa, nữ sinh này đã gây sốt khi nặng nặc đòi gia đình cho đi nghĩa vụ quân sự. Liên hệ với Linh để trò chuyện về hành động can đảm này, Linh chia sẻ với chúng tôi: "Mình thích đi mặc áo màu xanh từ lúc học cấp 3 và mình quyết tâm là học xong thì sẽ viết đơn đi nghĩa vụ quân sự." Bằng một cách nào đó, mình không thể ngừng yêu thích ngành bộ đội, mình muốn được cống hiến thầm lặng cho Tổ quốc và mình luôn khao khát biến ước mơ đó thành hiện thực. Cô bạn cũng giải thích rằng bố mẹ cũng không phản đối quyết định này của Linh. Mình cũng đã nói với bố mẹ từ lúc học lớp 10 rồi nên là cũng không có gì quá ngạc nhiên cả. Với lại thanh xuân tuổi trẻ của mình mà, mình thích thì mình làm thôi. Hai năm nó cũng không quá ngắn mà cũng không quá dài. Vào đó mình cũng học hỏi được nhiều cái tốt cho cuộc sống của mình sau này hơn, Linh tiết lộ rằng ban đầu bạn bè có bảo cô bạn nên suy nghĩ lại hoặc đi kiếm tiền, hoặc ra nước ngoài, nhưng Linh thì vẫn không thay đổi. Sở thích cũng như là mong muốn của mình thì mình phải tự quyết định thôi, cũng không thể đứng núi này mà trông núi nọ, mình vẫn tự tin tiếp tục đi tiếp con đường mình đã chọn. Hiện câu chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hành động của Linh đã nhận được cơn mưa lời khen từ cư dân mạng, thậm chí còn tiếp thêm động lực cho những ai đang sợ phải nhập ngũ. Bạn PB cho biết thực sự rất nghị lực, mấy anh con trai cũng được như vậy thì tốt biết mấy. Cứ đến khám lính là mấy thánh báo ốm này nọ các kiểu để trốn, nghĩ mà buồn. Bạn DG bình luận Lấy tinh thần sung phong cho đám con trai con gái ở Bắc Giang mình và các tỉnh khác học tập. Bạn TH chia sẻ Thường thì nếu cùng là quân nhân nữ, bao giờ cũng có phần được ưu ái hơn nam. Nam mệt 10 thì nữ chỉ mệt 7-8, nên thường con trai nhiều người sợ đi lính hơn con gái là bình thường.